Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thiên Kiếp Mi, truyền thể thành phim Thủy Long Ngâm của tác giả Đằng Bình. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 19 giờ 19, trên đỉnh núi 03. Dưới biển mây mênh mông, mây tuôn cuồn cuộn, gió táp thâu đêm. Gió điên cuồng thổi khiến mỏm đá trên đỉnh núi nứt toác, những cây thông bám mình trên vách núi lung lay muốn đổ, tựa như trốn địa ngục không có hơi người. Một cái bóng màu đen xuyên mây rơi xuống, trong giây lát đã rơi được mấy chục trường. Sau đó một cái bóng màu xám tăng tốc lao xuống, tóm được bóng đen khi chỉ còn cách mặt đất vài chục trường, hai người dính vào nhau làm thế rơi càng mạnh. Đúng lúc này, bên hông bóng xám vang lên một tiếng bụp lớn, hai mảnh đai lưng màu đỏ bắn lên trời, trong chớp mắt đã trải dài hai ba chục trường, rộng hơn ba thước như bỗng dưng mọc thêm một đôi cánh đỏ tươi. Được đai lưng này kéo lại cộng thêm lực nâng của gió, thế rơi ảo ảo của hai người dần chậm lại. Khi chật vật chuẩn bị rơi xuống đất, người áo xám tung một trường vào không trung, mảnh đất phủ đầy tuyết trắng lập tức nổ ầm ầm, để lại một vết lõm trừng miệng bát. Trong giây lát lớp băng vỡ toang, nứt ra những đường vân như mạng nhện. Chịu lực đỡ từ đai lưng, cuồng phong cộng thêm một trường này, hai người tiếp đất bình yên. Người áo xám bị phản lực từ nền băng kích động chân khí trong lỗ âm ngực, bỗng dưng lại có một luồng chân lực khác ập vào cơ thế, chấn động lục phủ ngũ tạng. Khóe môi y khẽ nhách lên, ngươi, người áo đen được người áo xám cứu. Tuy khăn che mặt đã sớm bị gió thổi bay đi đằng nào không biết nhưng mảnh vải đen trùm đầu vẫn còn, che đi quá nửa gương mặt hắn, chính là liễu nhãn. Hắn cười gần, ha 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 ha. Ha 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 ha, ta đã nói từ lâu rồi mà. Người quá coi trọng tình cảm, người quá nặng tình cớ sao lại ép anh em rời đi, hại chết cả bạn mình. Ta thật sự không hiểu được, nhưng người cứ làm ăn cái kiểu đó thì vĩnh viễn không giết nổi ta đâu. Ha 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 ha. Người áo đen lấy tay áo che mặt nghênh ngang rời đi, gần như không lưu lại dấu vết nào trên mặt tuyết. Hừ, đường lệ từ đưa tay lên ôm ngực, quỳ sụp trong tuyết, khóe miệng trào máu nhuộm cánh môi đang cười mà như không cười kia càng thêm hồng hào tươi đẹp. Hà ha trên đỉnh núi ngươi đánh thua ta thì lập tức nhảy vực tự sát, ta liều chết cứu ngươi mà ngươi còn cho ta một trường, ai à, nhãn ngươi đúng là, trò giỏi hơn thầy, nhưng... Y nhỏ giọng nói đến đây, đột nhiên nôn ra một ngụm máu. Đường lệ từ lấy tay che môi, những món tay y và tuyết trên mặt đất nhuộm đầy tơ máu, giống như ngày hôm ấy y tự tay moi trái tim nát vụn của bản thân ra vùi vào bụng mình. Hôm nay, Phương Chu đã yên ổn dưới lòng đất, vậy y hao phí hết tâm cơ làm ra những chuyện này còn có ý nghĩa gì? Còn hậu quả, phải dọn dẹp thế nào đây? Đường lệ tư quỳ sụp trong tuyết, mái tóc bạch kim tung bay theo cơn gió tuyết điên cuồng. Máu nhuộm nửa người y, dài đai lưng màu đỏ diễm lệ cuộn mình dưới đất, phần đuôi tung bay phần phật trong gió tựa như một pho tượng băng nửa đỏ nửa trắng vừa mỹ lệ vừa cuồng loạn quỷ dị khó lường ngoài rìa lớp băng vỡ có tiếng chân nhẹ nhàng bước vào mảnh đất băng giá đã bị cơn bão tuyết phá hủy không còn nguyên vẹn đập vào mắt là dài đai lưng đỏ thắm dài hai ba chục trường người đó nhẹ nhàng a lên đường công tử đường lệ từ ngừng đầu lên giữa gió tuyết phiêu đãng một người khoác áo lông cừu sẫm màu chậm rãi bước đến bên cạnh y ngươi sao rồi ánh trăng ảm đạm, tuyết dưới chân phản chiếu ánh trăng, cũng sáng hơn những nơi khác. Người vừa tới có gương mặt đoan trang, dung nhan thanh tú mang theo nét mỏi mệt mơ hồ, tuổi chưa quá 20, là một cô gái trẻ tuổi mặc áo lông cừu, trên búi tóc không đeo thêm món trang sức nào. A à, Thùy, đường lệ từ khẽ cong khóe môi, lộ ra nụ cười thanh nhã như ngày thường, đã lâu không gặp, cô vẫn khỏe chứ? Cô gái mặc áo lông cừu liếc nhìn dải băng đỏ thắm buộc trên thắt lưng y và máu trên người y thấm xuống mặt đất. Hắn, hắn rơi từ trên núi xuống, được ngươi cứu à? Đường Lệ từ mỉm cười, "Ừ, ngươi cứu hắn xong, hắn lại đả thương ngươi." Cô gái mặc áo lông cừu nhẹ nhàng hỏi, nét mỏi mệt trên mi mắt chĩu xuống thêm ba phần. "Ôi." "Ừ, A à, Thùy Cô Lương." Đường Lệ từ đứng lên giữa băng tuyết. Y vừa rớt xuống vực sâu, cả người bị thương nặng, nhưng từng động tác cử chỉ của đường lệ từ vẫn giữ nguyên phong thái ngày thường, không hề loạn choạng chật vật, minh châu nhuộm máu vẫn cứ là minh châu. Trời băng đất tuyết, rét mướt cắt ra, nếu hắn đã trở về nguyên vẹn rồi thì cô nương cũng nên về đi. Bằng không nếu cô cảm lạnh chẳng phải là lỗi của ta sao? Nói xong mỉm cười, ý cười chan chứa, cô gái mặc áo lông cừu gật đầu, nhưng vẫn đứng lại không đi, con của ta. Nó, dạo này nó có khỏe không? Rất khỏe, đường lệ từ vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười, không miễn cưỡng gắng gượng chút nào. Cô nương đi theo bên cạnh hắn, tính hắn hơi gàn dở, cô nên cẩn thận. chương 20, trên đỉnh núi 04. Hắn, cô gái mặc áo lông cừu từ tốn nói, hắn thích gì làm nấy, làm sằng làm bậy. Một khi đã nổi hứng lên thì dù phải đi ngàn dạm đêm, vượt qua trăm sông cũng nhất quyết làm cho bằng được. Có điều, nàng nhìn vết máu loang lổ trên người đường lệ tư, hắn cũng không phải người quá mức tàn nhẫn, chẳng qua tính hắn cuồng vọng tùy hứng, có lẽ đã từng chịu tổn thương sâu sắc. Một trường này nếu định giết ngươi thật thì ngươi đã chết luôn rồi, có lẽ chính bản thân hắn cũng không hiểu rằng. Ta hiểu mà, đường lệ từ dịu dàng nói, a à thủy cô nương hãy yên tâm về đi, chuyện phong lưu điềm và tinh quỷ cửu tâm hoàn ta tự có cách giải quyết đêm nay mong cô đừng nói đã gặp ta ở đây cô gái mặc áo lông cừu cười, cười nhẹ nét mặt trong trèo thân này hèn mọn như cánh bèo trôi đường công tử là nhân vật tầm cỡ nào không cần phải đối xử khách sáo với ta như vậy công tử đã nhận lời chăm sóc con nhỏ a à, thùy cả đời này sẽ không quên đại ân thì lễ một cái nàng hạ giọng đường công tử mang trọng trách trên người chịu nhiều cực nhọc xin hãy bảo trọng đường lệ từ khẽ cười những lời muốn nói cuối cùng lại không nói ra được, dõi mắt nhìn theo cô gái ấy chậm chậm rời đi. Nàng là mẹ của Phụng Phụng, tỷ nữ của Liễu Nhãn, cũng là người con gái Liễu Nhãn khắc ghi trong lòng, không muốn yêu cũng không thể yêu, là một người tốt. ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi tuyết cao vài trăm trường, tay y vẫn ôm ngực, chân mày hơi nhíu. Rồi hai ống tay áo rung lên, giải đai màu đỏ thắm buộc vào thắt lưng y lập tức thu về cầm trong tay chỉ còn là một mảnh vải rất nhẹ. Giải đai đỏ thắm này là tâm huyết trọn đời của sư Thái bổ Quyên nổi danh trong liên hoa am ở Lạc Dương, dệt bằng tơ của một giống tằm nhỏ màu đỏ thẫm. Tơ này mảnh hơn tơ tằm trăm lần, lại bền chắc hơn xa tơ tằm, chống được cả đao kiếm lửa nước, chính là một món bảo vật khó tìm. Nhưng chính vì chống được đao kiếm nên không thể cắt may thành y phục, từ lúc dệt xong đến giờ vẫn là một miếng vải vô giá rộng hơn ba thước, dài bốn năm mươi trường. Cả đời sư thái bổ quyên đã dệt vô số tấm vải, nhưng chỉ hết lòng trân trọng miếng vải này, không chịu bán đi. Mấy năm trước đường lệ từ có duyên quen biết với bà, khi sư thái bổ quyên viên tịch đã tặng vật này cho y. Lần này đi lên núi tuyết, đường lệ từ suy tính cẩn thận, đã sớm lường trước nguy cơ rơi từ trên núi xuống, nên mang nó theo người từ lâu cuốn gọn phiêu hồng trùng lăng y tung người bay lên núi tuyết thân mang trọng thương mà động tác vẫn nhẹ nhàng như chim ưng trong nháy mắt đã lên cao vài chục trường chỉ vân leo xuống vách đá dẫu vô cùng nguy hiểm nhưng hắn dựa vào võ công hóa nguy thành an đã mấy lần trượt xuống may mà các cụ gánh còng lưng mới không bị thương đến khi hắn vất vả leo xuống đến chân núi thì sắp trời đã dần hừng sáng lần mò khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng đường lệ từ đâu chỉ thấy nền tuyết nứt toác vết máu loang lổ không thấy tung tích hai tên chết tiệt kia đâu đừng nói là xác mà ngay đến một mảnh vải cũng không lưu lại hắn không tìm được người lại thấy trên nền tuyết nhúa máu in mấy dấu chân mờ mờ hình như là của con gái trong lòng kinh ngạc bèn lần tìm theo dấu chân chỉ vân rời đi chưa được bao lâu thì huyền úc nguyệt đán và trung xuân kế cũng xuống đến chân núi họ lượn quanh miêu nha phong một vòng mà không tìm thấy mảnh đất đóng băng nhuộm đỏ máu này đi thêm mấy vòng huyền úc nguyệt đán khẽ than không tìm thấy ai chứng tỏ người rơi xuống núi chưa chắc đã gặp chuyện nơi này rét mướt vẫn nên về đi thì hơn trung xuân kế đưa mắt nhìn xung quanh nếu bọn họ rơi xuống mà kẹt lại trên vách núi thì chẳng phải cũng cũng huyền úc nguyệt đán dịu dàng đáp lại thế núi miêu nha phong dốc đứng hiếm có chỗ nào thoải quá nửa là không bị kẹt lại. Trung Xuân kế hạ thấp giọng vậy, vậy nếu y ngã tan xương nát thịt, chẳng phải là cũng không tìm thấy. Huyền Úc Nguyệt đán mỉm cười, Trung cô nương xin đừng rối loạn. Huyền Úc Nguyệt đán tin tưởng với năng lực của đường lệ tư thì tuyệt đối không thể chết vì rớt vực. Khi hắn nói ra bốn chữ xin đừng rối loạn, Trung Xuân kế đỏ bừng hai má, đột nhiên không biết nói gì cho phải, chỉ ngơ ngẩn nhìn Huyền Úc Nguyệt đán mặt mũi người này vẫn tinh xảo nho nhã, thần thái người này vẫn ung dung bình thản. Nếu vừa rồi là hắn rơi xuống núi thì mình biết phải làm sao? Vậy bây giờ nên làm gì đây? Trung Xuân Kế khẽ hỏi, đã thuận lợi thu phục được 63 người của phong lưu điềm, nhưng y không nói thu phục xong rồi thì phải làm sao? Huyền Úc Nguyệt đán đáp, bây giờ cứ về cung nói hai người kia đã bình an vô sự, cứ ngồi yên đợi y trở về là được rồi. Trên đỉnh núi tuyết, những màu băng tuyết hỗn loạn, vài vệt máu tươi bắn tung tóe. Tầng băng tuyết trên bề mặt đã bị phủi bay lộ ra những tảng đá khổng lồ đen đúa lầm trờm. Mọi chuyện xảy ra ngắn ngủi đến thế mà dường như đã trôi về nơi rất xa. Bạch Tố Sa cầm đao lên núi, theo sau là hai cô gái áo trắng. Bước lên đỉnh núi chỉ thấy gió tuyết gào thét, không một dấu chân người, nhưng trong cơn cuồng phong dường như văng vẳng tiếng khóc yếu ớt của trẻ sơ sinh chợt xa chợt gần. Nàng thấy trong kẽ hở trên mỏm đá ở đỉnh núi lộ ra một góc tã, một đứa bé mới vài tháng tuổi bị kẹt trong khe đá, nó lạnh cóng đến tím tái mặt mũi vẫn cố khóc lên yếu ớt. Nếu không nhanh tay cứu đứa bé này thì chỉ một lát nữa thôi nó sẽ mất mạng ngay. Bạch tỷ tỷ, đây là, sau lưng bạch tố xa, một cô gái áo trắng nhỏ nhẹ nói, đây là trẻ con nhà ai? Sao lại ở đây, bạch tố xa lắc đầu đáp, ta cũng không biết, không thể hiểu nổi tại sao chỗ tôn chủ quyết chiến với đường lệ, từ mà lại có đứa trẻ con, cô gái áo trắng còn lại đứng sau lưng bạch tố sa đáp. ta biết rồi, đây là đứa bé mà trước khi lên núi yến nhi tỷ tỷ đã đoạt lại từ nhà người thợ săn dưới chân núi đấy. hình như tôn chủ rất coi trọng nó. nếu tôn chủ coi trọng nó thì bạch tỷ tỷ giết nó đi. cô gái áo trắng kia rút xoẹt kiếm ra, không thì để ta chém đứt đôi nó. Bạch Tố xa Bế đưa bé ra khỏi khe đá, vừa chạm món tay vào mặt nó đã cảm thấy lạnh lẽo hơn băng tuyết. Đứa bé này ở trong hoàn cảnh ác liệt như vậy mà vẫn sống sót thì đúng là một chuyện kỳ diệu, người muốn giết nó à. Không sai, trong lòng tôn chủ vướng bận có quá nhiều người, ta muốn đến một ngày trong lòng người chỉ có một mình ta. Cô gái áo trắng kia ngập tràn sát khí, người còn lại nói, để mặc cho nó tự sinh tự diệt ở đây đi nếu không thấy tôn chủ thì chúng ta mau trở về thôi bạch tố xa khẽ thở dài các ngươi đúng là được tiểu hồng dạy dỗ đến nơi đến chốn thật đấy giết cả nhà người ta cũng không thèm bận tâm muốn giết đứa bé này thật à tay phải nàng ôm đứa bé vào lòng ai giết đứa bé này trước ta sẽ chỉ cho người đó một chiêu kiếm được không được hai cô gái áo trắng đồng thanh hô lên đao kiếm vung ra cùng lúc sáng rực như chớp nhắm thẳng vào phụng phụng đang nằm trong lòng bạch tố xa. Hai tiếng keng keng giòn giã vang lên, lẫn trong đó là tiếng kêu gào thảm thiết, chỉ thấy hai bóng trắng bị thương ngã văng ra, rơi thẳng xuống vách núi. Hai người này không phải đường lệ tư, đương nhiên không có phiêu hồng trùng lăng để rơi được nửa đường bung ra cứu mạng, chắc chắn không thể sống sót. Bạch tố xa tung một chiêu giết hai người, vất tay áo đứng dậy, sắc mặt không hề thay đổi, vẫn trong veo như thế nàng ôm phụng phụng vào lòng, vận công truyền vào cơ thể giúp nó xua tan hơi lạnh. Quả đúng là một nữ trung hào kiệt, giữa cuồng phong bão tuyết có tiếng ai khẽ cười, bạch cô nương đánh đẹp lắm. Bạch tố xa quay phát lại, không biết từ bao giờ bên dưới mỏm đá sau lưng nàng đã xuất hiện một người áo xám với ống tay rộng, nửa người nhuốm máu nhưng phong thái lỗi lạc không hề lộ ra nét tiều tụy, chính là đường lệ tư. Đường lệ tư, nàng giữ chặt đoạn giới đao trên tay, chắn nghiêng trước đường lệ từ, không hề tỏ ra sợ hãi, người muốn thế nào? Tay phải đường lệ từ khẽ ấn lên bụng, cuộc chiến đêm qua có hai chuyện hết sức quái lạ. Một, mai hoa dịch số, cuồng lan vô hành rõ ràng là hai đại chiến lực của Phong Lưu Điềm, tại sao không ra tay được? Hai, hồng cô nương mưu kế hơn người lại thông minh tuyệt đỉnh, thông thảo thuật dẫn huyền nhấp mệnh, tại sao không xuất hiện trên chiến trường, thành ra sau khi cục diện Thanh Sơn nhai gặp biến cố bất ngờ, phong lưu điềm không có người dẫn dắt, khó mà ứng phó. Dĩ nhiên có thể do trăm ngàn lý do, nhưng ta nghĩ khả năng lớn nhất chính là trong phong lưu điềm có nội gián. Người này không những nằm vùng trong phong lưu điềm, hơn nữa địa vị còn rất cao, có thể ảnh hưởng đến việc bố trí chiến cuộc của Hồng Cô Nương, thậm chí còn có thể ngấm ngầm dở trò khiến Mai Hoa dịch số và cuồng lan vô hành không nghe lệnh mà ra tay được. Y mỉm cười nhìn Bạch Tố Sa bạch cô nương chi dũng song toàn, hy sinh bản thân, thật khiến cho nam nhi trong giang hồ phải hổ thẹn. Giữa tiếng gió tuyết vang rền, bạch tố xa nhìn đường lệ từ chằm chằm không chớp mắt. Đoạn giới đao vẫn lóe lên tia sáng lạnh lẽo, nàng nắm chặt chuôi đao, hồi lâu mới khẽ thở dài. Đường lệ từ tiến lên một bước, đưa tay ra đón lấy phụng phụng trong lòng nàng. Bạch tố xa liền trả lại đứa bé cho y, sau lưng nàng, ánh ban mai đã bắt đầu hửng sáng nàng nhìn đường lệ từ ôm đứa bé trong lòng ánh mắt cũng dần trở nên dịu dàng quả nhiên người không giống hắn chỉ vân tính tình trẻ con mọi chuyện chỉ nhìn vẻ bề ngoài đường lệ từ nói có điều miệng lưỡi tuy độc địa nhưng tâm tư hắn rất đơn thuần không phải kẻ bạc tình bạch tố sa thở dài xa xăm cho dù hắn không bạc tình thì đời này bạch tố sa trung quy sẽ không gả cho hắn nàng vén tóc mai đang bay loạn. Khi cha hứa gả ta cho chỉ vân, ta thật sự rất bất mãn. Chuyện đào hôn cũng không phải giả vờ, bây giờ lại ở trong phong lưu điềm. Chuyện cưới xin lại càng không thể nhắc đến. Đường công tử không cần nói đỡ cho chỉ vân, đời này kiếp này, chuyện nhân duyên đành lỡ giờ. Đường lệ từ nhìn nàng từ đầu đến chân, bề ngoài diễm lệ như sen, xương cốt cứng cỏi như ngọc. Bạch phủ có được người con gái như cô nương đúng là vinh hiền không gì sánh được chân mày bạch tố xa khẽ nhớ lên ta được phụ thân dậy bảo phải dốc sức vì chính đạo giang hồ dẫu chết đi mang theo toàn tiếng xấu bạch tố xa cũng không hối hận nàng nói hết sức bình thản ngoài mặt cũng không hề tỏ ra tiếc nuối khí phách rắn giỏi phóng khoáng còn hơn cả đàn ông đường lệ từ không nói gì thêm đôi mắt nhìn bạch tố xa bỗng cong lên rất nhẹ lộ ra ý cười khen ngợi Tia nắng ban mai mới chiếu xuống, không khí trên đỉnh núi tuyết cũng trở nên trong trẻo hơn. Bạch Tố Sa nhìn thấy rất rõ, trong lòng bỗng hơi loạn. Nàng có dung mạo thanh tú nhưng tâm khí lại cao ngạo, hành động mạnh mẽ lão luyện, đàn ông với không tới, trước đây chưa từng được gã đàn ông nào ngắm nhìn chăm chú như vậy. Năm đó ta đào hôn rời khỏi Bạch phủ, trên đường gặp phải cường địch bị thương nặng, được Tiểu Hồng cứu. Từ đó ta gia nhập Phong Liêu Điềm, cai quản 36 bạch y dịch sứ trong phong lưu điểm. Tuy phong lưu điểm tôn liễu nhãn làm chủ, nhưng người thực sự cai quản mọi việc lại là tiểu hồng. Tôn chủ là người tùy hứng, ngoài điều chế tinh quỷ cửu tâm hoàn gia thì gần như không quản bất cứ việc gì. Trên tiểu hồng còn có đông và tây công chúa. Hai người kia không phải nữ nhưng đã luyện một loại võ công kỳ dị uy lực mạnh mẽ, luyện đến tầng thứ 9 thì nam hóa thành nữ. Một khi tu luyện thành công sẽ khôi phục lại dáng vẻ cũ, từ đây trẻ mãi không già. Địa vị của Mai Hoa Dịch Số và Cuồng Lan Vô Hành trong Phong Lưu Điềm thế nào? Đường Lệ từ trầm ngâm, "Còn nữa, vị nhất Đào Tam Sắc còn lại của Thất Hoa Vân Hành khách có gia nhập Phong Lưu Điềm không?" Bạch Tố Sa lắc đầu, "Tất cả bọn họ đều bị Tiểu Hồng bí mật điều khiển, bình thường gần như không thấy mặt. Còn nhất Đào Tam Sắc thì ta không biết đã bị Tiểu Hồng thu nạp hay chưa." ta chưa gặp lần nào. Ánh mắt đường lệ từ rời khỏi gương mặt nàng, nhìn những mỏm đá đen còn lưu lại dấu vết giao chiến, vậy có thể nói Phong Lưu Điềm là đầm rồng hang hổ, không thể hành động thiếu suy nghĩ, tùy tiện khiêu khích, tùy trên danh nghĩa thì Liễu Nhãn là chủ nhân Phong Lưu Điềm, nhưng thực ra ai mới là người khống chế cục diện thì e rằng khó nói. Tiểu Hồng, Đông Tây công chúa, thậm chí một người chưa từng thấy mặt đều có thể là nhân tố quyết định lông mày la liễu của bạch tố sa khẽ nhớn lên, đúng là như vậy. đường lệ từ nhìn mảnh đất phủ tuyết kia, tầm mắt lại thong thả truyền về trên mặt bạch tố sa dịu dàng nói: cô vất vả rồi. bạch tố sa khựng lại giây lát rồi mảnh đầu đi. ta không vất vả. một khi chuyện này kết thúc, nếu bạch tố sa còn chưa chết thì nhất định sẽ cắt cổ bằng đao của chỉ vân cáo từ. nàng xoay người rời đi, động tác di chuyển nhanh lẹ như cánh hạc. Phụng phụng trong lỗ âm ngực đã dần ấm áp trở lại, nó khóc cả ngày rồi chắc là mệt lắm. Nằm bò ra trong lòng đường lệ từ ngủ ngon lành, gương mặt lem nhem những vệt nước mắt. Đường lệ từ nhẹ nhẹ vỗ về nó, mắt vẫn còn dõi theo hướng bạch tố xa rời đi. Nếu bàn về mưu trí, chỉ vân vĩnh viễn không sánh bằng người vợ chưa cưới này của hắn, bằng không hai người đã là một cặp trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa rồi, đáng tiếc làm sao mặt trời ban mai ló dạng chiếu những tia nắng hồng tươi lên băng tuyết, rực rỡ trói mắt. Đường lệ từ ôm phụng phụng trong lòng, tung người rời đi. chương 21, truy lùng nội gián không một. Chưa đầy vài ngày sau, cuộc chiến ở Bích Lạc Cung đã chuyển đi khắp Giang Hồ. Trong đó 63 người bị Bích Lạc Cung thu phục đã quay về sư môn khóc lóc giàn rủa Nhiều người kể lại cảnh ngộ mặt nghèo mình gặp phải ở Bích Lạc Cung, rằng mình đã bị lừa uống cấm dược ra sao bị ép lên núi không thể kháng cự thế nào. Phong Lưu Điềm nham hiểm ác độc, lấy nữ sắc mê hoặc người ta, chính là kẻ thù lớn sau khi Tế Huyết hội đi đời. Dĩ nhiên cũng có những người không thèm giải thích, về sư môn không hé răng nửa lời. Thành Ôn bào kể lại chân tướng trận chiến ở Bích Lạc cung với kiếm hội Trung Nguyên một cách tỉ mỉ, vì vậy hiềm khích giữa kiếm hội Trung Nguyên và Đường Lệ từ cứ thế cho qua êm thấm. Nếu Dư Khấp Phượng là người của Phong Lưu Điềm đường lệ tư dẫn người đi giết hắn đương nhiên là đại trí đại dũng mà bích lạc cung đánh bại phong liêu điềm tên tuổi lập tức chấn động giang hồ rất nhiều người nhớ đến trận đánh ở lạc dương vài năm trước không khỏi đồng thanh ca ngợi bích lạc cung luôn là giường cột của chính đạo giang hồ danh tiếng cụ huyền úc nguyệt đán vang dội không kém bạch phát và thiên nhãn năm nào chỉ trong mấy ngày bích lạc cung thần bí khó lường năm xưa lại hiện thân trên giang hồ đã có khí thế vương giả. Còn bao giờ có thể trở về đất cũ lạc thủy, thì hẳn là trong lòng uyên úc nguyệt đán tự có sắp xếp riêng. Vết thương của Tiêu Kỳ Lan đã lành hẳn, hắn cảm ơn rồi đi, sau này Kỳ Phong tiêu ra chắc chắn sẽ dốc hết sức lực vì chuyện phong lưu điềm. Thiệu Duyên Bình của Kiếm hội Trung Nguyên tìm đến Bích Lạc Cung, thế trận vây quét phong lưu điềm đã như ngọn lửa lan khắp cánh đồng. Uyên Úc công chủ tuổi còn trẻ đã đầy hứa hẹn, lão công chủ dưới kia nếu biết nhất định sẽ vui vẻ yên lòng thiệu duyên bình cười cười nói mấy câu khách sáo nhưng ánh mắt lại đảo tới đảo lui trong lan y đình người hắn đang quan tâm thì lại chẳng thấy đâu nghe nói đường công tử bắt tay với huyền úc công chủ đánh bại cường địch vậy không biết đường công tử đang ở nơi nào huyền úc nguyệt đán bưng chén trà xanh lên đường công tử đang nghỉ ngơi trong phòng khách y đang bị thương e là không tiện quấy dây thiệu duyên bình rất mất hứng đành thong thả nói thêm mấy câu sau này kiếm hội Trung Nguyên muốn hợp tác với Bích Lạc Cung thế nào, có thể cử sang bao nhiêu người hỗ trợ, cứ điểm của phong lưu điểm có thể ở đâu, không biết Bích Lạc Cung đã có kế hoạch gì chưa. Huyền Úc Nguyệt Đán chỉ mỉm cười không đáp, lại nói Bích Lạc Cung đã không còn thích hợp để dừng chân lâu dài, mình đang muốn trở về Lạc Thùy. Thiệu Duyên Bình vội nói đây là chuyện tốt, quá trình gây dựng lại không biết đã tiến hành đến đâu rồi. Huyền Úc Nguyệt Đán đáp quá trình gây dựng đã có đường lệ từ ra tay giúp đỡ, đang lên kế hoạch rồi. Thiệu Duyên Bình cười ha hả bảo nếu đường công tử đã ra tay thì kiếm hội Trung Nguyên cũng không thể hẹp hòi được. Kiếm hội Trung Nguyên không dám so tài lực với đường công tử, nhưng nếu cần sức người thì kiếm hội tuyệt đối không nhường ai. Huyền Úc Nguyệt Đán cảm ơn rồi khéo từ chối, nhưng Thiệu Duyên Bình vẫn cương quyết đòi giúp. Nói xong câu chuyện, Thiệu Duyên Bình lấy danh nghĩa kiếm hội tặng bích lạc cung một tấm hoành phi. Bản xong chính sự, Huyền Úc Nguyệt Đán mời Thiệu Duyên Bình về phòng khách nghỉ ngơi. Thiệu Duyên Bình cảm ơn rồi vào phòng. Chỉ sau thời gian một nén hương, hắn lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng, ngó nghiêng thăm dò hai dãy phòng khách trái phải. Là người quản sự của kiếm hội Trung Nguyên, hắn không nên làm việc như trò đùa thế này. Nhưng Thiệu Duyên Bình lại ngao ngán thở dài, hắn thừa nhận mình tò mò thật mà. Hắn không đủ già dặn chừng trải, không vững như Thái Sơn đấy thì sao? Lần này đến đây mà không nhìn thấy đường lệ từ một lần thì e là quay về sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Người đủ sức giết dư khắp phượng, đánh bại phong lưu điềm, lại còn nhảy xuống từ đỉnh núi cao vài trăm trượng mà không mất một cọng tóc. Nếu không được gặp thì khác nào uổng phí công sức luyện kiếm của thiệu duyên bình kiếp này. Người ta luyện kiếm là để rèn luyện thân thể, trừ gian diệt ác, còn hắn luyện kiếm là vì tò mò, mà tật xấu này mấy chục năm nay vẫn không thay đổi. Phòng khách hai bên trái phải đều có người ở, nhưng trong mắt hắn đây đều là những nhân vật hạng hai hạng ba, quá nửa là người chúng độc tinh quỷ cửu tâm hoàn mà không có nhà để về, còn đường lệ từ nằm ở góc nào thì hắn tìm mãi chưa thấy. Nghe ý tứ của huyền Úc Nguyệt Đán thì có vẻ như hắn đang ra sức giấu giếm tung tích của đường lệ từ Vậy thì phòng của đường lệ từ chắc chắn không dễ tìm, đầu thiệu duyên bình tĩnh tới tính lui, đi về phía căn nhà nhỏ trông hết sức bình thường nằm trong một góc vắng vẻ phía xa. Phía sau thanh sơn nhai, có một mảnh đất cằn cỗi không cỏ cây nào sống nổi. Khí hậu ở đây tương đối lạnh, trên nềm đất cằn còn có tuyết động quanh năm, chẳng qua không nhiều, cũng không tạo thành sông băng. Trong rừng thông phía sau mảnh đất cằn cỗi có một căn nhà nhỏ bằng gỗ thông, cửa sổ mở hé, cửa chính đóng chặt. Thiệu Duyên Bình lao vù đến ngó qua khe cửa sổ, chỉ thấy một người nằm trên giường, vóc dáng cao lớn, phong thái tuấn lãng, trong lòng thầm khen đường lệ từ quả nhiên không đến nỗi nào. Tiếc rằng tuy tướng mạo anh Tuấn nhưng hình như lại thiếu đi nét gì đó, khiến hắn không có cảm giác muốn tấm tắc khen người. Hơn trăm dặm bên ngoài miêu nha phong, trên dòng mẫu giang ở Lăng Châu đánh bại kẻ địch xong thì ve sầu thoát xác người quả nhiên là lão hồ ly muôn đời khó địch nổi trên con thuyền nhỏ đơn sơ thẩm lang hồn nhàn nhạt, nhạt nói chỉ khổ thân cái người đứng thứ hai trong bích lạc cung kia không biết phải đóng giả ngươi đến bao giờ trong thuyền có người cười cười cái kế cho người đóng giả này do một tay huyền úc nguyệt đán lập mưu chẳng liên quan gì đến ta thẩm lang hồn nắm chắc cần câu đang ngồi xếp bằng trên thuyền câu cá hừm nếu có ai nhìn từ phương xa thì chỉ thấy một người ngồi trên thuyền câu cá khó tưởng tượng nổi trên thuyền này có hai người chính là những nhân vật vừa làm ra những chuyện khiến võ lâm long trời lở đất mấy ngày trước đó bên trong mui thuyền đường lệ từ ôm phụng phụng trong lòng ngồi dựa lưng vào vách mui sắc mặt y vẫn tốt nhưng tay đè trên bụng bờ môi hơi tái từ khi chịu một trường của liễu nhãn bụng y vẫn đau nhức không thôi vết thương do trưởng kia gây ra không nặng nhưng dường như đã động vào trái tim phương chu chôn trong bụng y khiến khí huyết rối loạn mấy ngày này tốt nhất không nên động đến chân khí mà lúc này chính là thời cơ tốt nhất để lần theo dấu vết phong lưu điềm nhưng chỉ vân lại biến mất tâm mất tích từ khi nhảy xuống thanh sơn nhai để kiểm tra xem đường lệ từ sống chết ra sao hắn bỗng dưng một đi không trở lại bất ngờ mất tích chỉ vân hoặc là bị phong lưu điềm bắt hoặc là có khi đã chết rồi, ngươi định thế nào đây? Tay thẩm lang hồn cầm cần câu, đầu kia rõ ràng đã có cá cắn mồi nhưng hắn vẫn ngồi yên. Chỉ trong giây lát miếng mồi kia đã bị cá rìa sạch, hắn liền vung cổ tay lên thu lưỡi câu về, móc thêm một miếng mồi nữa rồi lại thả xuống. Chế tà, đường lệ từ nằm trong thuyền nhẹ nhàng nói, đây là chữ ta hận nhất. Thẩm lang hồn nói, dù ngươi có hận cũng không thể chắc chắn, chỉ vân không đụng phải liễu nhãn, bị hắn gảy cho một tiếng đàn chết tươi. Đường lệ từ vẫn chưa đáp lời thì bên bờ sông đã truyền đến tiếng vo ngựa, người cưỡi ngựa dường như không muốn đi quá nhanh, cứ chậm chậm đi theo sau thuyền, ẩn thân trong rừng cây. Ha ha, thẩm lang hồn hờ hững nói, tiểu nha đầu kia tính toán như thần nhỉ, thế mà lại tính ra ta và ngươi sẽ đi qua chỗ này để đuổi theo. Đường lệ từ nhẹ nhàng vuốt ve vai phụng phụng, da rẻ trẻ con mềm mại nhẵn nhụi cực kỳ đáng yêu, Việc này chỉ có thể nói thiếp có lòng mà chẳng vô ý. Chuyện yêu đương cũng phải là ngươi tình ta nguyện. chung cô nương tuy xinh đẹp thật đấy nhưng vẫn còn trẻ con lắm. Khóe miệng thẩm lang hồn cong lên, ý ngươi muốn chê nàng ta nhỏ quá à? Đường lệ từ đáp, không dám không dám. Thẩm lang hồn chợt hỏi, ngươi có vợ chưa? Đường lệ từ khẽ cười, ta có tình nhân, còn chưa có vợ. Thẩm lang hồn ngần người, bốn chữ ta có tình nhân của đường lệ từ đúng là vượt ngoài dự đoán của hắn cô gái có thể khiến ngươi yêu thích không biết là người thế nào ánh mắt đường lệ từ thoáng dịu dàng dường như có chút ngẩn ngơ nàng thôi đừng nói thì hơn vợ ngươi là người thế nào vợ ta chỉ là một cô gái nhà nông bình thường cả ngày giặt đồ làm ruộng dệt vải lo việc nhà tâm nguyện cả đời nàng là sinh cho ta một đứa con thẩm lang hồn nhàn nhạt nói nàng là một người vợ tốt đường lệ từ thở dài tâm nguyện cả đời là sinh cho ngươi một đứa con có được người vợ như vậy đúng là phúc của ngươi những câu này của y dường như mang theo ẩn ý mập mờ không rõ khóe miệng thẩm lang hồn cong lên tình nhân của ngươi là bà chủ tiền trang vạn hâm à đường lệ từ mỉm cười nàng đã vất vả nửa đời rồi nếu còn có tình nhân như đường mỗ thì chẳng phải là số khổ cùng cực sao thẩm lang hồn cười nhạt người cũng biết thân biết phận cơ đấy. Đường lệ từ ôm phụng phụng, nhẹ nhàng cọ cọ cánh mũi lên gương mặt mềm mại của đứa bé, mùi hương êm dịu tràn đầy khoang mũi. Đột nhiên y mở miệng ngậm lấy vành tay mềm mềm của phụng phụng, phụng phụng e a, nắm đấm nhỏ xíu ra sức đập vào mặt đường lệ từ. Đường lệ từ nhắm mắt chịu đánh, vừa cười vừa cắn vành tai phụng phụng. Chỉ vân mất tích dưới chân miêu nha phong, đúng vào lúc phong lưu điểm rút đi. Nhưng nếu phong lưu điểm lỡ thua một nước cờ, để rất nhiều thiếu nữ áo trắng biết rõ nội tình ở lại bích lạc cung, vậy cứ điểm của phong lưu điểm nhất định phải chuyển đi trong thời gian nhanh nhất. Bằng không nếu huyền Úc Nguyệt đán giật dây thiệu duyên bình dẫn người đến vây quét, chẳng phảo là toàn quân sẽ chết hết sao. Cho nên dù có tìm ra cứ điểm cũng chưa chắc cứu được người. Thẩm lang hồn truyền đề tài, thay mồi câu thả lại xuống nước, người dùng kế ve sầu thoát xác để bích liên y thay ngươi ở lại bích lạc cung hưởng cái danh anh hùng không lẽ ngươi đã biết trước hướng truy tìm việc này nói cho ngươi biết thì hơn hay là không nói mới tốt đường lệ từ buông phụng phụng ra nhắm mắt mặc sức hưởng thụ mùi hương từ gió sông ta thấy không nói vẫn hơn thẩm lang hồn phơi chốt nắng ngươi liên lạc được với người nằm vùng trong phong lưu điềm rồi à đường lệ từ khẽ ải một tiếng mở mắt ra cười mà như không cười thẩm lang hồn không hổ là con người đáng giá năm vạn lượng vàng quả nhiên khác hẳn tên chỉ vân kia thẩm lang hồn đột nhiên ghìm cổ tay giật lên một con cá chỉ nghe tiếng nó nhảy tanh tách không ngừng trên mạn thuyền hắn nói cho người biết chỉ vân vẫn ổn bằng cách nào và cả hứa hành động của phong lưu điềm nữa đôi môi đỏ của đường lệ từ khẽ cong lên y liếm liếm môi con cá này ngon quá không ngờ mẫu giang có cả giống cá da trơn ngũ sắc ngon nhất trần đời này thẩm lang hồn tóm lấy con cá kia, cả người nó no bóng loáng không vảy giống như con lươn nhưng hình dạng lại giống cá chép, chỉ khác ở chỗ vây cá ngũ sắc lóng lánh rất đẹp. Cá này chỉ cần nhóm lửa nướng lên là ngon lắm rồi. Đường lệ từ ngồi trong môi thuyền ném ra một vật, thẩm lang hồn đưa tay bắt lấy. Vật này màu xanh biếc trong veo, tròn tròn như viên ngọc, dưới ánh mặt trời lấp lánh vô cùng đẹp mắt. Bích tiếu hỏa đúng là chủ nhân vạn khiếu trai có khác, đá lửa mang theo bên người cũng phải là báu vật hiếm thấy. Viên ngọc tròn xanh biếc này tên là bích tiếu, chỉ cần cọ mạnh là tóe lửa, mà lửa bích tiếu gặp gió không tắt, ngọn lửa rực rỡ không bốc khói. Tuy bích tiếu hỏa có rất nhiều ưu điểm, nhưng bản thân nó lại không phải vật dẫn lửa, mà chính là một món châu báu hiếm thấy trên đời. Thẩm lăng hồn dùng bích tiếu ngồi lửa, viên ngọc màu xanh biếc to bằng quả trứng mỗng kia bốc lên một ngọn lửa cao gần hai thước. Thẩm lăng hồn mổ bụng cá, lấy trong túi am khí ra một cây châm bạc dài gần ba tấc đâm xuyên qua con cá rồi ung dung nướng. Mùi cá dậy lên, chậm rãi tỏa ra, bay vào rừng cây đẹp như tranh vẽ bên bờ sông. Trung Xuân Kế ngồi trên ngựa ngẩn ngơ nhìn con thuyền nhỏ trên dòng mẫu giang. Y đang ở trên thuyền, thậm chí còn đang nướng cá nàng không hiểu vì sao mình lại muốn rời khỏi bích lạc cung vì sao phải lần theo dấu vết y để lại vì sao phải ghìm ngựa trước hoàng hôn chỉ để nhìn y lấy một cái rời khỏi nguyệt đán là điều nàng không hề mong muốn nhưng đường lệ từ muốn đi nàng lại không yên lòng muốn nhìn thấy y mọi lúc mọi nơi mới có thể yên tâm đây đây là cảm giác gì cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình đang xiết dây cương một vết đỏ hằn lên trong lòng bàn tay trắng như tuyết đã hơi nhoi nhói trong lòng nàng mơ hồ hiểu ra khung cảnh nàng mong đợi nhất là được ở bên Nguyệt Đán và Đường Lệ Từ vĩnh viễn không xa rời nhưng đây là suy nghĩ đáng xấu hổ là tà niệm không thể nói ra Nguyệt Đán và Lệ Từ Trung Quy vẫn là hai người hoàn toàn khác nhau đúng lúc nàng đang ngắm nhìn con thuyền nhỏ trên sông đắm chìm trong những tâm sự mốc nghếch của mình thì đột nhiên có bóng người nhẹ nhàng lướt qua trong rừng cây nàng giật mình hô lên kẻ nào sau một gốc đại thụ cách đó không xa, có kẻ hơi nghiêng người, mặc đồ đen với ống tay dài, dùng vải đen che đầu thay mũ, cơn gió nhẹ thổi tới làm tà áo bay bay. Trông xuân kế thoáng dùng mình, ngươi là ai? Cổ tay nàng gồng lên, người này ẩn thân trong rừng mà nàng không hề nhận ra, rõ ràng là cường địch, trong lòng đã định đánh bài chuồn. Chỉ là một người bạn biết tâm sự của cô, cơn gió hiu hiu lướt qua áo khoác ngoài may bằng chất liệu mềm mại của người áo đen hắn hạ giọng, âm thanh trầm thấp dễ nghe, lọt vào tay giống như chạm đến ruột gan người khác. Trung Xuân kế quát lên, giả thần giả quỷ, ngươi là kẻ nào, ta là bạn của đường lệ tư, người áo đen khẽ đáp, ta biết cô rất quan tâm đến y, có muốn nghe chuyện về y không? Trung Xuân kế ngẩn ra, chuyện về y, người áo đen bước ra từ đằng sau gốc cây, chậm rãi đưa tay kéo dây cương của Mai Hoa Nhi, ta là bạn thân từ nhỏ của y cô muốn nghe chuyện về y thì đi theo ta. Trung Xuân Kế lấy roi ngựa quất vào tay hắn, quát lên, buông ra. Ta vốn không quen biết gì ngươi, dựa vào đâu mà tin ngươi được. Người áo đen lại hạ giọng nói tiếp, dựa vào việc ta có thể giết cô nhưng không giết. Hắn nói xong, lại thêm một nhát roi quất mạnh lên tay hắn. Bàn tay này trắng ngần như ngọc, roi ngựa quất lên để lại một vết máu nổi bật chói mắt. Trung Xuân Kế ngẩn ngơ, trong lòng cảm thấy hơi áy náy, sao ngươi lại phải kể chuyện của y cho ta nghe? Người áo đen khẽ đáp, chỉ vì y muốn làm một việc nguy hiểm, ta không muốn gặp lại y, nhưng cũng không muốn y mắc thêm sai lầm nữa. Ta biết cô rất quan tâm đến y, nên mong cô có thể ngăn cản y làm ra những chuyện điên rồ. Hắn vừa nói vừa rất ngựa, chẳng biết từ bao giờ, Trung Xuân Kế đã bị hắn dắt vào sâu trong rừng cây, dần dần đi xa khỏi bờ mẫu giang nếu ngươi là bản của Đường Lệ Tư thì cớ sao không cho ta nhìn thấy gương mặt thật? Trung Xuân kế quan sát người áo đen thần bí này một lượt từ trên xuống dưới, chỉ thấy hắn mặc một bộ áo bảo đen rộng thùng thình, không thể nhìn ra dáng dấp hắn thế nào. Miếng vải đen che đầu tung bay theo gió, cũng không nhìn thấy dù chỉ là một góc gương mặt thật. Nhưng người này võ công rất cao cường, rất ngựa đi từng bước mà không hề để lộ chân khí lại có thể giấu đi khí tức khiến người ta không thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Người áo đen nhỏ giọng muốn xem mặt thật của ta cũng được thôi, nhưng trước đó cô phải đồng ý với ta, nghe xong câu chuyện về đường lệ từ, cô sẽ giúp ta ngăn y lại. Trung Xuân kế nổi lòng hiếu kỳ, thầm nghĩ mình cứ nghe thử xem hắn định làm cách quỷ gì. Được, ngươi kể cho ta nghe chuyện của đường lệ từ, ta sẽ giúp ngươi. Nhưng trước đó ngươi phải cởi mũ ra cho ta nhìn thấy mặt thật của ngươi đã. Người áo đen đưa tay ra tháo tấm vải đen che trên đầu xuống. Dưới ánh mặt trời, chỉ thấy người này môi đỏ như chu sa, làn da trắng nõn, trơn mịn, đôi mắt hơi sách, lông mày rất dài tựa như chiếc lá, dung mạo mang theo nét yêu mị sầu não khác với người thường, khiến người ta nhìn thấy mà rung động tâm can. Trung Xuân Kế ngẩn ngơ, Nàng cứ đinh ninh người này che kín mặt mũi nhất định là vì sâu đến ma chê quỷ hơn. Nhưng hóa ra hắn chẳng những không xấu xí mà còn vô cùng yêu mị. Khí chất của hắn không giống người trên cõi trần, mà giống như một tạo vật do quỷ mị nơi địa ngục sinh ra. Ngươi, ta họ liễu, tên liễu nhãn, người áo đen thấp giọng kề, là bạn thân từ nhỏ của đường lệ tư. Hồi bé y gọi ta là đại ca, sau này lớn lên thì gọi là A nhãn. Y, y xuất thân từ đâu trung xuân kế nhìn người áo đen tên liễu nhãn không chớp mắt người này tướng mạo phi phàm không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy hắn không hề nói dối nghe nói y là nghĩa tử của quốc trược nhưng không phải dòng dõi hoàng gia tuy y không phải dòng dõi hoàng gia nhưng cũng không khác nhiều lắm liễu nhãn cất giọng trầm thấp giọng hắn nghe hơi khàn khàn nhưng vẫn êm tai khó tả cha mẹ y dầu nứt đố đổ vách mới chào đời y đã có cuộc sống còn hơn cả đế vương, được nuông chiều từ bé. Hồi nhỏ y rất hư đốn, những chuyện như đánh chó đập mèo, đánh người giúp việc trong nhà xảy ra như cơm bữa. Nghe những lời này, trong lòng Trung Xuân kế nửa tin nửa ngờ. Liễu nhãn lại tiếp tục nói, đến năm lên mười đã làm đủ mọi chuyện ác trong nhà, chán chê rồi lại bỏ nhà ra đi, chơi với những tên lưu manh đầu đường xó chợ cùng lứa, gây rối khắp nơi trừ giết người ra, có thể nói tất cả mọi chuyện tốt xấu trên đời có thể làm được thì y đã làm không trừ việc nào. Trung Xuân Kế buột miệng thốt lên, thật không, đúng là khó tin nổi. Liễu Nhãn Hạ giọng kể tiếp, y làm tất cả những chuyện đó đều có ta đi cùng, lừa cô làm gì chứ. Sau đó y còn tạo dựng thanh danh giữa đám côn đồ, năm 13 tuổi đã thành lập Tam Thành thập Tam phái, khống chế hắc đạo của ba thành phố và 13 thị trấn quanh nhà y. Nếu y tiếp tục lăn lộn trong đám ấy thì sau này sẽ làm nên sự nghiệp gì, không ai biết cả. Trung Xuân Kế càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ. Nếu hồi nhỏ đường lệ từ thật sự quậy phá đến mức ấy, thì tại sao nàng chưa từng nghe danh tiếng của y trên giang hồ? Liễu nhãn nói tiếp, vậy nên ta bảo y, nếu y còn tiếp tục sống như vậy thì sẽ không thể quay đầu. Y có ham muốn kiểm soát người khác quá mạnh, đây không phải chuyện tốt. Nếu không muốn tiếp tục cuộc sống tạp nham như vậy thì phải rửa tay gác kiếm, lui về làm người tốt. Trung Xuân kế nói, nghe vậy thì hóa ra ngươi lại là người tốt. Liễu nhãn cất giọng khàn khàn, ta đã cứu mạng y, tình cảm giữa chúng ta rất tốt. Tùy ta nói 10 câu thì có đến 9 câu y không để vào tai, nhưng câu này y lại chịu nghe. Trung Xuân kế nhớn mày, y rời khỏi hắc đảo, trở về làm người tốt. Liễu nhãn nói, ừ, từ năm 13 tuổi cho đến năm 20 tuổi, y đều một mực nghe lời ta, đi theo khuôn phép. Có điều vốn không phải kiểu người thanh bạch không ham muốn, sâu thẳm trong lòng y khao khát quá nhiều thứ, các loại DC vọng vẫn luôn âm ỉ không ngừng. Tuy gia đình y có quyền thế, từ lâu đã trở thành tiêu điểm thu hút ánh mắt người đời rồi, nhưng y còn muốn cả thiên hạ phải xoay quanh mình. Tất cả những lời khen ngợi, ngưỡng mộ, say mê, oán giận ghen tị, nghi ngờ, nếu không tập trung vào y thì y sẽ lo âu, phiền não, nghi ngờ, cuối cùng là bùng nổ những cảm xúc cực đoan. Có một ngày, cha y chiêu mộ người tài trong thiên hạ, thành lập một tổ chức tên là Đồng Địch, hai ta đều là thành viên tổ chức đó. Nhưng sau khi trải qua nhiều lần tuyển chọn, thử thách và kiểm tra, cha y lại chọn một người khác làm trung tâm của tổ chức. Liễu nhãn ngừng lại, y không chấp nhận được sự thật này cho nên y muốn chúng ta chết cùng với nhau. chương 22, truy lùng nội gián 02 hai. Trung Xuân kế hoảng hốt, chết cùng với nhau. Liễu nhãn thản nhiên đáp, đúng thế, không có được thứ mình muốn thì y phá cho hôi. Hơn nữa còn muốn phá hủy sạch sẽ không còn chút dấu vết nào, cho nó tan thành mây khói mới hà giả. Tính cách đường lệ từ chính là như vậy, hắn không chờ cho Trung Xuân kế thắc mắc đã nói luôn. Sau đó chúng ta may mắn thoát chết, tình cờ gặp được kỳ ngộ đưa đến Trung Nguyên, nhưng cũng mất đi tất cả mọi thứ, trên người không còn một xu dính túi. Để mưu sinh, một trong bốn người chúng ta phải ra ngoài bán nghệ, hắn là Phương Chu. Trung Xuân kế ngẩn người, tam thanh Phương Chu, hóa ra kỳ tài hiếm có ở Chu Thê Lâu lại là huynh đệ của ngươi. Liễu nhãn hạ giọng hắn cũng là huynh đệ của đường lệ từ, nhưng y chưa bao giờ kể cho ai biết chuyện đó ta mà có người huynh đệ như Phương Chu chắc chắn sẽ rất hãnh diện, mà y, ta không hiểu y nghĩ gì nữa. Trung Xuân Kế nói, hóa ra các ngươi không phải nhân sĩ Trung Nguyên, chẳng trách trước đây ta chưa từng nghe ai nhắc đến tên tuổi hai người. Vì sao, vì sao y không chịu nói Phương Chu là huynh đệ của y? Phương Chu là người tâm cao khí ngạo, thật ra hắn không hề tự nguyện đi bán nghệ ở Chu Thê Lâu. Nhưng bốn người chúng ta không có chỗ đứng ở Trung Nguyên, cũng không thạo nghề nào hết chỉ có phương chu giỏi đánh đàn tranh nên đường lệ từ bắt hắn ra ngoài bán nghề phương chu là kiểu người thà chết đói cũng không muốn ăn đồ người ta bố thí cho nhưng trong lòng hắn còn có anh em đường lệ từ bắt hắn đi bán nghề hắn cũng chịu còn ta và một người anh em nữa không muốn phương chu phải chịu uất ức vì mình nên đã ngấm ngầm bỏ đi kết quả nửa năm sau ta quay về chu thê lâu lại phát hiện y đang bắt phương chu luyện vãng sinh phủ ý đồ suối Phương Chu lấy mạng mình ra hoán công cho y, giúp y có được võ công tuyệt thế. Trung Xuân kế biến sắc, chuyện, chuyện này sao có thể? Liễu Nhãn nói, ta không lừa gạt cô, vì lừa cô cũng chẳng để làm gì. Mặt Trung Xuân kế tái đi, sau, sau đó thì sao? Liễu Nhãn hạ giọng nói, sau khi Phương Chu chết, đường lệ từ có được võ công tuyệt thế. Ta không muốn nhìn mặt y nữa cũng vì y là kẻ vong ân bội nghĩa là tiểu nhân gian tà ác độc, lòng lang dạ sói, không chừa thủ đoạn nào. Trái tim Trung Xuân Kế đập loạn thình thình, nghe câu chuyện về đường lệ tư, nàng muốn bỏ tất cả ngoài tai cũng không được, mà muốn tin hết cũng không xong, nhưng mà... Nhưng trước mặt các ngươi thì y vẫn phong nhã ôn hòa, cư xử khác xa người thường đúng không? Người có biết vì sao đường lệ từ phải đối đầu với phong lưu điểm không? Vì sao phải điều tra tinh quỷ cửu tâm hoàn? Tất cả những chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến y, y điều tra chuyện này chẳng qua vì muốn gây dựng tiếng tăm và danh dự cho chính mình. Y muốn nắm giữ thế cục Võ Lâm trong lòng bàn tay, muốn biến mình thành tiêu điểm được tất cả mọi người chú ý một lần nữa. Hắn tất giọng khàn khàn, đây là bản chất trời sinh thấm sâu trong xương tủy rồi, y chính là người như vậy đấy. Cô đi theo đường lệ từ đã được một thời gian mà không phát hiện ra y hành sự bất chính, chuyên đi đường ngang ngõ tắt sao? Nếu thật sự là một quân tử khiêm tốn văn nhã, sao có thể nghĩ ra kế sách mượn lực bích lạc cung để quyết chiến ở Thanh Sơn Nhai? Cô phải hiểu nếu kế hoạch của y thất bại, thì cái giá phải trả chính là tính mạng của những người vô tội từ trên xuống dưới bích lạc cung. Y lấy mạng người khác để đặt cược cho dã tâm của bản thân. Không, không, đường lệ từ tuyệt đối không phải người như vậy. Trong lòng Trung Xuân Kế càng thêm dối bời. Người trước mặt khẳng định chắc chắn mà nàng nhớ lại thủ đoạn của đường lệ từ xưa nay cũng đúng là như thế thật. Đáy lòng nàng dùng mình ớn lạnh, không lẽ y thực sự là một tên ngụy công tử ác độc tàn nhẫn, người hiểu y như vậy sao không ngăn cản y? Y là anh em lớn lên từ nhỏ cùng ta, dẫu y thay đổi, làm những chuyện không thể tha thứ, nhưng ta vẫn không thể đối mặt. Liễu nhãn thấp giọng, bây giờ y muốn đối đầu với phong Liêu điềm, một khi chiến thắng Phong Lưu Điềm sẽ quay lại đối phó với huyền Úc Nguyệt Đán. Bởi vì một khi Phong liêu Điềm sụp đổ, Bích Lạc Cung chính là tảng đá ngăn y sưng vương giang hồ. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Trung Xuân Kế bằng đôi mắt lá liễu kỳ lạ của mình, chuyện kể xong rồi, cô muốn giúp ta không? Người muốn ta giúp thế nào? Nàng khẽ hỏi, ta, ta, liễu nhãn nở một nụ cười quỷ dị, cô mong y và huyền úc nguyệt đán đều ở lại bên cô mãi mãi không xa rời đúng không? Nàng giật mình hoảng sợ, người này lại có thể nhìn thấu suy nghĩ thấp hèn kia của nàng, ngươi. Liễu nhãn cất giọng khàn khàn trầm thấp, ta chỉ cho cô một cách, chỉ cần cô cắm ngân châm vào vị trí này sau lưng đường lệ từ, y sẽ mất hết võ công, và chỉ cần cô cho y uống thuốc trong bình này. Hắn moi từ tấm áo đen rộng thùng thình ra một bình nhỏ màu xanh nhạt khắc hoa, y sẽ mất trí nhớ nhưng không ảnh hưởng đến trí lực với danh tiếng hiện nay của đường lệ từ nếu mất đi trí nhớ và võ công uyển úc nguyệt đán nhất định sẽ che chở cho y mà cô chỉ cần ở lại bích lạc cung là có thể ở bên hai người họ vĩnh viễn không chia lìa người đang muốn suối ta hại người trung xuân kế biến sắc người coi trung xuân kế ta là người thế nào liễu nhãn hạ giọng một nữ tử dám nghĩ nhưng không dám yêu nếu cô không chịu giúp ta Vậy sau này đường lệ từ và uyển úc nguyệt đán nói chuyện bằng gươm đao, vì tranh đoạt môi vị bá chủ mà giết hại lẫn nhau, thì cô phải làm sao mới được? Trung Xuân Kế cắn môi không đáp. Nguyệt Đán quyết ý muốn xưng vương võ lâm, còn Lệ Từ là một người ham muốn danh lợi, y thật sự không có tham vọng xưng bá, không có ngày gặp lại Nguyệt Đán trên chiến trường. Nàng, nàng không biết, hai mắt liễu nhãn chăm chú nhìn nàng, đột nhiên thả tay ra, bình thuốc kia sắp rơi xuống đất. Đầu óc trung xuân kế trống rỗng trong dây lát, đợi đến khi nàng tỉnh táo trở lại thì bình thuốc kia đã nằm trong tay. Còn liễu nhãn đã quay đầu đi mất, giống như một bóng ma u ám vô hình, nháy mắt đã biến mất trong rừng cây không để lại một vệt gió. Tú Ngọc Mẫu Đơn Lâu ở Lăng Châu Tú Ngọc Mẫu Đơn Lâu là một trà lâu, ngoại trừ trà ngon tuyệt diệu thì hoa mẫu đơn trong lâu cũng nổi danh thiên hạ. Mỗi mùa mẫu đơn nở rộ luôn có du khách thập phương không quản đường xa ngàn dặm tới thưởng hoa. Tú Ngọc Mẫu Đơn lâu cũng mở ra không ít nhã thất, để khách ghé chơi vừa thưởng trà vừa ngắm hoa. Phòng số 3 trong Tú Ngọc Mẫu Đơn lâu, thất bại thảm hại ở Thanh Sơn Nhai, phe ta hao tổn rất nhiều người, hai đại tướng Mai Hoa Dịch Số và Cuồng Lan Vô Hành Vô Duyên vô cớ rơi vào tay Bích Lạc cung. Trước khi xuất chiến, là kẻ nào nói thanh sơn nhai chỉ cần có tôn chủ là đủ không cần tiểu hồng tham gia đã xảy ra chuyện gì mà dẫn huyền nhiếp mệnh lại vô hiểu đồng công chúa người có cảm thấy trong chuyện này có gì đó lạ lùng không là kẻ nào mưu đồ gây rối hoặc là năng lực yếu kém khiến cho phe ta thảm bại trong phòng hồng cô nương ngồi trên ghế đôi mày hơi nhíu lại trước mặt bảy mẫu đơn nàng thông thả nói tuy không cao giọng nhưng ý nghĩa từng câu từng chữ lại vô cùng đanh thép. Trong gian phòng trưng bày rất nhiều giống mẫu đơn tuyệt phẩm, một người to béo mặc áo xanh lục, đầu đeo kín ngọc ngà châu báu đang bê một đĩa thịt gà, mồm gặm chân gà. Nghe đến đây, người này hủy hoài ngừng đầu lên, giận dữ cất giọng điệu đà, ha ha, ai mà biết đây là có kẻ bất mãn với tôn chủ nên cố ý muốn hại hắn, hay là có đứa ăn cây táo rào cây sung muốn làm anh hùng thân ở trại tàu lòng hướng về hán. Người thấy ta nói có đúng không hả Tố Nhi? Người mặc áo xanh lục dáng dấp như lợn xề này chính là Phủ Thúy, đông công chúa của Phong Lưu Điềm. Đương nhiên Phủ Thúy chỉ là tên giả, còn tên hắn rốt cuộc là gì thì e là chưa đợi đến ngày hắn luyện xong thần công trở về làm nam giới thì trên đời cũng chưa ai biết được. Bạch Tố Sa nắm chặt dao găm đeo bên người, thản nhiên nói, trận đại bại ở Thanh Sơn nhai đều là lỗi của ta không lường trước được đường lệ từ và uyển úc nguyệt đán lại gian xảo khó chơi như thế. Ta cũng không ngờ có người ngấm ngầm dở trò với mai hoa dịch số và cuồng lan vô hành, dùng ngân châm phong bế mấy kỳ mạch của họ, thành ra lâm trận chưa đánh đã thua. Hồng cô nương giận đến run rẩy cả người, ý, ý ngươi là ta hãm hại tôn chủ, cố ý phong bế mai hoa dịch số và cuồng lan vô hành, khiến ngài ấy thảm bại ở thanh sơn nhai sao. Toàn nói bậy nói bạ. Bạch Tố Sa đáp, Tiểu Hồng luôn tận tâm tận lực, một lòng một dạ với tôn chủ. Ta chỉ nói có người dở trò với hai người đó chứ đâu có nói là ngươi. Nhịp thở của Hồng cô nương dịu đi một chút, đưa tay ra nắm chặt lấy chén trà trên bàn. Chén trà vẫn run rẩy không ngừng, nhưng phương pháp dùng ngân châm phong mạch là sở trường của ta. Cho dù trong lòng ngươi không nghĩ vậy nhưng làm sao dám chắc người khác không nghĩ như thế. Hay là trong phong lưu điểm có nội gián? Đồng công chúa ung dung thong thả gặm chân gà, miệng vẫn nhồm nhòm nói, tuy dùng ngân châm phong mạch là sở trường của ngươi, nhưng đâu phải người khác không làm được, như ta đây cũng biết sơ qua một chút. Còn chuyện nội gián thì cũng có thể đấy, thế này đi, bay đâu? Hắn quát lên một tiếng, vụn xương gà trong miệng lập tức văng ra tứ tung, hồng cô nương cau mày tránh đi, hắn nói, mời vị khách đang ngắm mẫu đơn ở phòng bên cạnh sang đây uống trà ngoài cửa có người nhận lệnh chỉ trong chốc lát giang lão viên ngoại và tiểu thiếp ông ta mới nạp mồi ở gian kế bên được mời sang vẫn còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì không biết vị phu nhân này có việc gì quan trọng cần nói giang lão viên ngoại nhìn thấy đông công chúa phủ thúy thì mặt mày lập tức trắng bệch muốn ói ngón tay ú na ú nần của đông công chúa chỉ vào hai người mỗi người một đứa ai không xuống tay được chứng tỏ kẻ đó là nội gián cách này công bằng chưa phong lưu điểm giết người phóng hỏa cướp bóc gian dâm chuyện gì cũng làm rồi giết một người đã là cây chó gì hắn còn chưa dứt lời mặt mày giang lão viên ngoại đã xám ngoét ra mất vào lòng tiểu thiếp hai mắt tiểu thiếp kia trợn trắng lên còn chưa kịp ngất xỉu thì ống tay áo bạch tố xa đã lay động chỉ nghe một tiếng viêu rất nhỏ hai thi thể đổ vật xuống đất máu tươi bắn tung tóe đầy phòng nàng thản nhiên nói giết người có đáng là gì người có phép thử nào mới mẻ hơn không? Đông công chúa xoa tay cười ha hả, ha ha há, há há, tố nhi đúng là tố nhi, vẫn giết người không chớp mắt như vậy. Hồng cô nương lạnh lùng nói, nói vậy thì ta chính là nội gián sao? Đông công chúa chìa mấy ngón tay nhảy nhụ mỡ ra quẹt quẹt lên mặt nàng, sao có thể chứ? Tấm lòng của tiểu hồng đối với tôn chủ vĩnh hằng cùng trời đất, cho dù sông cạn đá mòn cũng không thay đổi, ta không tin ngươi thì biết tin ai? hắn cười ha hả trong phong lưu điểm rán rồng lẫn lộn, nhiều kẻ có thể là gian tế. Ta đã nói với tôn chủ từ lâu rồi, không thể nhận người bừa phứa vào môn phái được, tiếc là hắn không nghe lời ta. Người mà cũng đòi quản tôn chủ sao, cổ tay hồng cô nương đã thôi run rẩy tay trái nắm lấy cổ tay phải, chuyện ở thanh sơn nhai. Ta thề không giết đường lệ từ vào uyên úc nguyệt đán thì không cho qua. Thật là đáng hận, nàng phất tay áo bắt đầu từ ngày mai, ta muốn điều tra kỹ càng xem rốt cuộc kẻ nào là nội gián trong phong lưu điềm. Đồng công chúa cắn một miếng thịt gà, nhưng ta thấy ngươi đi đối phó với huyền Úc Nguyệt Đán thì hợp hơn đấy, chuyện trong nhà để lại cho Tố Nhi đi, không thì để ta hay Tây Mỹ Nhân cũng được, ngươi thấy sao? Hồng cô nương ngẩn người, huyền Úc Nguyệt Đán, đồng công chúa hạ tay xuống, người nghĩ mà xem, hai bên đều không biết võ công, một người trói gà không chặt, người kia thì mù giờ. Thế mà cả hai đều giấu cơ quan ám khí khắp người, đúng là con nhím không ai chạm vào được. Nếu đối đầu nhau thì thú vị biết bao, há há, nếu hiến kế này cho tôn chủ thì hắn nhất định sẽ cực kỳ thích thú. Tiểu Hồng hiểu hắn hơn ta, người nói xem có đúng không? Hắn nuốt chừng một miếng thịt gà, huống hồ Tiểu Hồng còn chiếm lợi thế hơn hắn. Sóng mắt Hồng cô nương lay động, sao cơ, đồng công chúa tuét miệng cười, mắt ngươi sáng còn mắt hắn mù dở chuyện này có vẻ hay đấy bạch tố xa khẽ gật gù chắc tôn chủ sẽ đồng ý thôi hồng cô nương đặt tay lên chiếc bàn bằng gỗ đàn hương ngón tay mảnh mai khẽ mân mê hoa văn trên bàn muốn đối phó với huyền úc nguyệt đán cần phải bàn bạc kỹ càng huyền úc nguyệt đán thông minh cơ chí chỉ cần sơ sẩy một chút không chừng sẽ lật thuyền trong mương có điều kế sách của đông công chúa cũng không phải không khả thi đông công chúa cười ha hà là ngươi nói đấy nhé nhất định có cách hay tiểu nha đầu kia đi rồi chắc là lại đến thị trấn đằng trước đón đầu thẩm lang hồn nướng chín con cá da trơn ngũ sắc kia hờ hững nói cá này ngươi ăn hay ta ăn một cánh tay thò ra từ trong mui thuyền thẩm lang hồn vẫn giữ chặt con cá nướng không hề nhúc nhích bỏ tiền ra mua ha ha trong mui thuyền vang lên tiếng cười khẽ nhắc đến lâu chủ chu lộ lâu hắn khăng khăng muốn có được một món bảo vật, người biết là thứ gì không? Thẩm lăng hồn hờ hững đáp, cũng là một món châu báu, xuân sơn mỹ nhân châm. Không sai, xuân sơn mỹ nhân châm tuy là trang sức của phụ nữ, nhưng trên châm có tám hạt thanh vân châu, quý lâu chủ luyện đến tầng thứ 10 của thanh vân hiêu nguyệt thức cần tám hạt châu này. Thẩm lăng hồn hỏi, liên quan gì đến con cá này? Đường lệ từ đáp, người muốn lấy di thể vợ mình hắn muốn có xuân sơn mỹ nhân châm, miễn là hai bên có cái người kia cần thì có thể thương lượng, đúng không nào? Trong mắt thẩm lang hồn chợt lóe lên tia sáng, người biết tung tích của xuân sơn mỹ nhân châm. Đường lệ từ nói, Ây, thẩm lang hồn vung tay ném con cá nướng vào trong môi thuyền, châm ở đâu? Trong môi thuyền vang lên tiếng đường lệ từ thong thả thưởng thức món ngon, ôi, đúng là mỹ vị nhân gian, còn châm hả? Ta đâu có hứa sẽ nói cho ngươi thẩm lăng hồn thản nhiên, bớt đánh trống làng. Châm ở đâu, đường lệ từ nằm trong môi thuyền nói vọng ra, xuân sơn mỹ nhân châm, ta thật sự không biết bây giờ nó ở đâu. Nhưng lần cuối cùng ta thấy nó là ở đài chu tước huyền vũ phía nam, cài trên tóc một cô gái. Thẩm lăng hồn khẽ hỏi, ai? Đường lệ từ mỉm cười, nàng nói tên nàng là Tây Phương Đào, là một giai nhân tuyệt sắc mà ta khó gặp được trên đời. Thẩm lăng hồn hạ giọng cười, được ngươi gọi là mỹ nhân thì chắc chắn là rất đẹp rồi. Ngươi có qua lại thân thiết với mỹ nhân này à? Đường lệ từ đáp, ta và nàng ấy có duyên một chén ngọc châu, chưa thể nói là qua lại được. Năm đó ta thấy nàng cài xuân sơn mỹ nhân châm trên tóc, bây giờ không biết nàng đang ở đâu, có điều sau này ta sẽ để ý giúp ngươi. Duyên một chén ngọc châu, là hội thuyền hoa ở đài chu tước huyền vũ à? Thẩm lang hồn nhẩn nha nói, nghe nói Giang Nam có đại hội hoa khôi tổ chức mỗi năm một lần. Hàng năm đến sinh nhật hàng Nga, sao, các thanh lâu ở Giang Nam sẽ chọn một cô nương được coi trọng nhất trong thanh lâu mình để tham gia bình xét. Đài Chu Tước Huyền Vũ sẽ mời các danh nhân nhã sĩ Hoàng Thân Quốc thích khắp thiên hạ tới bình bầu hoa khôi, người chiến thắng sẽ nâng giá trị bản thân lên ngàn vàng. Các vị tham gia bình bầu nếu có hứng thú với hoa khôi chỉ cần trả một chén ngọc châu sẽ có duyên gặp mặt một lần. Hóa ra người lại là tay phẩm hoa lão luyện, thất kính thất kính. Sao, tức ngày mùng 3 tháng 4 âm lịch, đường lệ từ nói, không dám, có điều ta dùng một chén ngọc châu để hẹn gặp Tây Phương Đào một lần cũng không phải vì nàng là mỹ nhân, mà vì cô gái bán mình vào thanh lâu lại cài lên tóc châu báu hiếm thấy trên đời. Chuyện này nghĩ kiểu gì cũng thấy khó hiểu mà. Thẩm lăng hồn hờ hững ừ một tiếng, sau đó thì sao? Sau đó ta mới hỏi được họ tên nàng thì thuyền hoa đã đột một chìm. Đường lệ từ mỉm cười, có người bịt mặt sông lên thuyền, đánh gãy khung thuyền hoa chỉ bằng một trường, ôm Tây Phương đào chạy mất. Thẩm lăng hồn ngẩn ra, sao lại thế được nhỉ? Đường lệ từ mỉm cười, sau đó ta đưa cho chủ thuyền hoa năm ngàn lượng bạc sửa thuyền. Ông chủ vô cùng ái náy, cảm thấy ta chịu thiệt thòi lớn. Thẩm lăng hồn bình thản nói, ha ha. Tiền này để sửa mặt mũi của ngươi thì có. Kẻ bế mỹ nhân chạy mất là ai? Đường Lệ từ lắc đầu, người ấy võ công cao cường, chắc hắn tưởng ta hẹn gặp Tây Phương Đào là có ý nghĩ không an phận nên mới ra tay anh hùng cứu mỹ nhân. Có điều, y khẽ bật cười, tuy người đó che mặt, nhưng hắn đi một đôi giày hòa thượng. Thẩm Lăng hồn ồ lên, hòa thượng á? Đường Lệ từ mỉm cười, danh tăng danh kỹ, sao không phải là giai thoại thiên cổ chứ? cần gì phải truy cùng đuổi tận, làm khó đôi huyên ương. Thẩm lang hồn xì một tiếng, tóm lại xuân sơn mỹ nhân châm mất tích từ lúc này à. Đường lệ từ đáp, sau này nếu có thông tin, ta sẽ nói cho ngươi. Hai người ngồi yên lặng trên thuyền, một lúc lâu sau, thẩm lang hồn lại câu được một con cá chép dài gần hai thước. Hắn cạo vảy moi ruột, chặt nhỏ rồi dùng niêu đất nấu một nồi canh cá ở mũi thuyền, mùi cá thơm ngọt quanh quẩn trên con thuyền nhỏ. Đường lệ từ nhẹ nhàng xoa đầu phụng phụng, ánh mắt xuyên qua môi thuyền nhìn về phương xa. Nếu y nhớ không lầm thì hòa thượng kia là, mười dặm về phía trước chính là Trấn Tú Ngọc, có muốn dừng chân không? Thẩm lang hồn vừa thêm mắm muối vào nồi vừa hỏi, đường lệ từ đáp, không, chúng ta đi thêm hai mươi dặm nữa, đến Trấn Cửu Phong thì nghỉ lại. Vừa nói đến đây, chợt thấy trên mẫu giang có một con thuyền nhỏ bơi ngược dòng nước một người đặt chân ở mũi thuyền phút chốc đã lọt vào tầm mắt người này mặc áo tím đeo kiếm cất giọng sang sảng từ xa công chúa phủ thúy của phong lưu điềm mời đường công tử thẩm tiên sinh đến gặp mặt ở tú ngọc mẫu đơn lâu đêm nay khi trăng lên sẽ cùng nhau thưởng thức kỳ cảnh mẫu đơn nở rộ dưới trăng sáng người này vẫn còn rất trẻ tướng mạo thanh tú Tuy gương mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng trong mắt vẫn luôn lộ ra một nỗi oán hận lạnh lùng. Đường lệ từ ngồi trong môi thuyền nhìn ra, hóa ra là thảo vô phương. Thẩm lang hồn vẫn nắm cần câu ngồi im không thèm để ý. Đường lệ từ trong môi thuyền mỉm cười, đường lệ từ sẽ đến nơi đúng giờ. Thảo vô phương trợn mắt nhìn vào trong thuyền rồi quay mũi thuyền bơi về phương xa. Hóa ra hành tung của chúng ta đã bị bọn chúng theo dõi từ lâu thẩm lăng hồn hờ hững nói xem ra kế ve sầu thoát xác của ngươi hỏng rồi đường lệ từ thong thả bước từ mui thuyền ra ừ kế ve sầu thoát xác lừa kiếm hội trung nguyên là được rồi ở trấn cửu phong đằng sau cây hoa quế lớn có một ngôi nhà trang trí lộng lẫy tối nay ngươi mang phụng phụng đến đó nghỉ ngơi đi thẩm lăng hồn hờ hững hỏi tối nay anh hùng một mình vác đao đi hẹn hò à? ánh mắt đường lệ từ thoáng mơ màng có khi ta không muốn chia sẻ kỳ cảnh mẫu đơn nở rộ dưới trăng sáng với ngươi cũng nên thẩm lang hồn xì một tiếng đi đi huynh đệ ngươi đang đợi ngươi đấy còn ngươi cứ để ta trông hồ đường lệ từ khẽ mỉm cười đấy không phải huynh đệ của ta đây cũng không phải con ta thẩm lang hồn nhắm mắt làm ngơ thu cần câu lại hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra sắc rời dần tối bầu trời đã chuyển sang màu xanh sẫm nhưng vẫn chưa thấy ánh sao người biết không? Thật ra ta vẫn nghĩ mãi không hiểu, một người thông minh giàu có, phong lưu hào phóng, có quyền có thế, có tâm cơ thủ đoạn, thậm chí còn hơi hèn hạ vô sỉ như ngươi, cớ sao lại chẳng có gì? Hả, đường lệ từ mỉm cười, sao lại nói thế? Thẩm lăng hồn nói, chẳng phải ngươi không có anh em, không có con cái, không có vợ hiền cũng không có cha mẹ sao? Chắc là, đến bạn bè cũng không có luôn đường lệ từ lắng nghe mắt nhìn đăm đăm vào gương mặt thẩm lang hồn màu mắt y vô cùng tối mang theo thần sắc đăm chiêu cười mà như không cười dừng lại rất lâu y mới khẽ gật đầu sau đó vinh mặt lên đáp không sai thẩm lang hồn bật cười cái vinh mặt này mang phong thái tương đối kiêu ngạo phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn